Ba Slut Thui Nguyenit. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lan thì không thể tránh khỏi côn trùng tấn công và phá hoại cây lan của chúng ta. Và có rất nhiều cách để chúng ta phòng và trừ côn trùng phá hoại cây lan. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để chế tạo chế phẩm sinh học từ vi sinh gốc Bacillus thuringiensis để phòng và trị côn trùng gây hại cho cây lan. Và ngoài việc phòng và trị côn trùng gây hại cho cây lan thì các bạn cũng có thể sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học này để chúng ta sử dụng cho cây ăn trái, sử dụng cho vườn rau, ở vườn hoa, và nó rất là hiệu quả. Và nếu như mà các bạn quan tâm đến chủ đề này thì các bạn hãy đón xem đến cuối video này để biết cách để chế tạo chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học. Để chế tạo thuốc trừ sâu sinh học thì các bạn chuẩn bị cho mình 4 lít nước sạch. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 lít sữa đậu nành. Các bạn chuẩn bị 1 gói chế phẩm gốc Bacillus thuringiensis. Và các bạn chuẩn bị cho mình 0,5 kg đường. Và bây giờ mình sẽ tiến hành chế tạo chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học. Mình sẽ pha vào nước sạch 0,5 kg đường. Đường chính là nguồn dinh dưỡng cho vi sinh vật Bacillus thuringiensis sinh sôi và phát triển. Đã đủ 0,5 kg đường. Tiếp theo, mình sẽ pha 1 lít sữa đậu nành. Sữa đậu nành này cũng là nguồn dinh dưỡng để cho vi sinh vật Bacillus thuringiensis sinh sôi và phát triển. Và bây giờ mình sẽ cho Bacillus thuringiensis vào. Ở trong đây sẽ có 2 ngăn. Chúng sẽ có 2 ngăn. Mình bổ sung thêm nước vào để đủ 5 lít. Mình đậy nắp lại. Và mình sẽ lắc thật kỹ để hòa tan nước và sữa đậu nành và đường và vi khuẩn Bacillus thuringiensis.
Sau khi đã hòa tan thì mình sẽ đậy nắp bình lại. Mình để một lượt vải ở phía trên và nắp bình thì mình đục ra một lỗ để thông thoáng không khí giữa trong và ngoài bình. Sau khi làm xong thì các bạn hãy để bình dung dịch này ở nơi không có ánh nắng mặt trời, tương đương với lại nhiệt độ phòng khoảng độ 30 độ C thì vi khuẩn Bacillus thuringiensis sẽ phát triển rất tốt. Và sau một tuần thì bạn đã có được chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học để chúng ta sử dụng. Và cứ 2 tuần thì các bạn cần bổ sung 100 cho đến 200 gram đường vào trong dung dịch này để các vi sinh vật Bacillus tồn tại và phát triển. Và nếu các bạn không bổ sung thêm đường mỗi 2 tuần thì có thể vi sinh vật Bacillus này sẽ bị chết và chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học sẽ không có tác dụng. Về liều lượng sử dụng thì các bạn sử dụng 2ml dung dịch chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học này với 1 lít nước và định kỳ 7 ngày các bạn phun một lần. Và nếu các bạn thường xuyên sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học này, các bạn sử dụng cho vườn lan, sử dụng cho vườn rau và sử dụng cho các loại cây ăn trái thì mình đảm bảo là vườn của các bạn sẽ đảm bảo sạch côn trùng. Và đặc biệt là sản phẩm này thì hoàn toàn là an toàn đối với con người. Sản phẩm này thì nó cực kỳ an toàn. Và cái thời gian cách ly, ở đây các bạn thấy thời gian cách ly là không phải cách ly, tức là chúng ta có thể sử dụng, hôm nay chúng ta sử dụng sản phẩm chế phẩm sinh học này để chúng ta phun trừ sâu cho các loại côn trùng ở trong vườn lan hoặc là ở trong vườn rau, thì đến ngày mai các bạn có thể sử dụng rau đó các bạn để sử dụng để ăn được rồi, và nó không gây độc hại. Và thuốc trừ sâu sinh học này thì có thể diệt trừ được tất cả các loại rầy, bọ cánh cứng và sâu xanh, cũng như là dẹp sáp, rầy nâu, sùng đất, vân vân. Và với cách làm đơn giản này thì các bạn đã chế tạo được một bình thuốc trừ sâu sinh học để chúng ta chăm sóc cho các loại thực vật mà nó rất rẻ tiền và lại an toàn cho con người. Và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.